Đó, đây quý vị, đây là ngọc cốt ở trong lăng ông Thủy Tướng, và tôi nghĩ đây ngọc cốt là của các cái các ông cá voi này, là với kích thước nhỏ đó quý vị, xương cốt ở bên trong. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại thị trấn Cần Thành của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Và trước mắt quý vị đây chính là biển ở khu vực thị trấn Cần Thạnh, xa về bên kia chính là khu vực Vũng Tàu. Và đến với video này thì xin mời tất cả quý vị cùng tôi, chúng ta sẽ tham quan một cái kiến trúc tâm linh, một trong những ngôi đền thờ độc đáo và chỉ có ở các cái tỉnh ven biển ở từ miền Nam dài ra tận miền Trung là nhiều. Thưa quý vị, đó chính là đền thờ Lăng Ông Thủy Tướng. Và Lăng Ông Thủy Tướng ở Cần Giờ thì nằm ở cuối đường Duyên Hải, ngay chỗ chợ Cần Giờ đó quý vị. Ngày nay thì đây là một trong những cái điểm du lịch tâm linh cũng rất là nổi tiếng khi mà chúng ta ghé thăm Cần Giờ. Lăng Ông Thủy Tướng thì có một lịch sử rất là lâu đời, tồn tại từ giữa thế kỷ 18 cho đến thế kỷ 19, từ thời các chúa Nguyễn, khi mà Cần Giờ vào giai đoạn đó là một trong những cái thương cảng nổi tiếng ở xứ Đàng Trong. Rồi thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng tham quan Lăng Ông Thủy Tướng và thăm bộ cốt cá ông dài 12 mét được đã lụy vào bờ vào năm 1971 nha quý vị. Và vị trí Lăng Ông Thủy Tướng ở Cần Giờ thì ngay chỗ bên hông chợ luôn quý vị, thì theo bản đồ thì quý vị dễ dàng tìm kiếm thôi. Và bây giờ thì tôi đang đứng trước mặt vị trí ngôi đền thờ Lăng Ông Thủy Tướng. Như quý vị thấy ở phía trên là có cái dòng chữ ghi năm 1805. Như vậy có thể xem đây là một trong những cái thời điểm mà Lăng Ông Thủy Tướng được tạo lập, 1805, như vậy là đã hơn 200 năm lịch sử rồi. Và lễ hội tại Lăng Ông Thủy Tướng, tức là lễ nghinh ông đó quý vị, thì sẽ diễn ra vào tháng 8 âm lịch hàng năm. Đây là một trong những lễ hội lớn tại Cần Giờ. Nếu như mà quý vị có dịp về Cần Giờ thì hãy ghé la thăm Lăng Ông Thủy Tướng vào dịp rằm tháng 8 âm lịch hàng năm đó quý vị. Ngày hôm nay thì mình đến với Lăng Ông Thủy Tướng ở Cần Giờ nha quý vị. Ngay chỗ cổng chính thì có một cái bia di tích, ở đây là ghi sơ lược về Lăng Ông Thủy Tướng, lễ hội nghinh ông ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Lăng Ông Thủy Tướng thờ thần Nam Hải, tức là cá ông Nam Hải cự tộc Ngọc Lân chi thần, cùng phối thờ với bà Thủy Long Tiêu Diện đại sĩ, ông quan tướng tiên sư Tả Ban Hữu Ban, tam thập lục di tứ sinh lục đạo, tiền giảng hậu giảng, bạn cũ lái xưa, hội đồng và bộ cốt xương của các ông dài 12 mét. Rồi bây giờ mời quý vị vô thăm ngay chỗ Lăng Ông Thủy Tướng. Tôi từng nghe nói với sư vua không cho về nhà, không tìm được chỗ. Sự vui nằm ở đâu? Tôi không biết. Đây là gian thờ chính ở trong Lăng Ông Thủy Tướng. Ở đây thấy như là cái tấm sắc phong không quý vị ha, giống như một cái ngôi đình thờ thì có những cái tấm sắc phong cũng cũ theo thời gian. Đây có còn dấu ấn. Ngôi đình thì cái giá trị nhất là cái tấm sắc phong quý vị. Đây là một trong những cái kiểu đình cổ của người Việt mình đó quý vị ha. Thì cần Cần Thạnh, Cần Giờ là một cái thị trấn ven biển. Đây là huyện vùng biển ở Cần Giờ. Còn đây chính là điện thờ chính ngay chỗ Lăng Ông Thủy Tướng. Ở đây để là ông Thủy Tướng đúng quý vị ha. Bên phải đó quý vị, ngay chỗ này lên là ngay chỗ điện thờ của ông quan tướng ha. Rồi kế bên gồm có là Tả Ban chi vị, ở trên là ông quan tướng. Còn vị thần chính đây chính là ông Thủy Tướng, Thủy Tướng đều quý vị ha.
ông Thủy Tướng, đây là cái vị thần chính được thờ trong cái chính điện này. Còn bên đây thì ở dưới gồm có là hữu bang chi vị và ở trên là tiên sư. Còn ở giữa chính là bà Thủy Long. Thì kiến trúc của đền thờ Lăng Ông thì nó có một mô típ từ đây từ ra tới ngay khu vực Bình Thuận thì quý vị cũng thấy giống như vậy. Rồi mình sẽ tham quan một vài nơi ở bên trong ngay chỗ Lăng Ông Thủy Tướng này quý vị. Ở bên phải chánh điện là cái ban thờ là Tứ Sinh Lục Đạo. Ở đây chính là cái vị trí này là Ngọc Cốt rồi quý vị. Ngay chỗ vị trí này là Ngọc Cốt, có nghĩa là xương cốt của ông Thủy Tướng ha, các loại ha, quý vị. Đó, đây là cái khu này là đây là xương cốt nè của cá ông và cá voi và các loại. Và tôi nghĩ rằng đây là những cá ông cá voi này kích thước nhỏ. Đây đúng quý vị, xương cốt của cá ông ha. Để tôi bật cái đèn lên cho quý vị thấy rõ. Ở bên trong đây vẫn có cái chỗ để ngọc cốt, ngoài cái bộ xương cá ông thì có ngọc cốt. Đó, đây quý vị. Đây là ngọc cốt ở trong Lăng Ông Thủy Tướng. Và tôi nghĩ đây ngọc cốt là của các cái cá ông cá voi này là với kích thước nhỏ đó quý vị. Ha, xương cốt ở bên trong. Bên phải cũng có ngọc cốt mà bên trái cũng có ngọc cốt. Mình qua ngay chỗ cái vị trí bên trái. Ngay chỗ này cũng có là ngọc cốt của cá ông luôn quý vị. Bên trong tương tự. Có nghĩa là cá nhỏ là cá nhỏ hả bác? Người xương nhỏ người ta sinh hết này, còn lớn đầu không à, cái xương họ sinh về hả bác? Sinh ta làm thuốc rồi sinh nứt ngủ rồi khóc kỳ ta sinh chứ mình không dám bài. À con hiểu rồi. Tự nhiên ta sinh ta làm còn mình không dám bài cái đó. À mất công. Mình cũng cái mình cũng chưa rõ là họ làm gì nhưng mà họ sinh thì mình nghe. Có người thì ta nói có kết quả cũng như là bú cổ á chú. Dạ. Với nít ngủ mà khóc đó. Dạ. Ta bài vậy ta nói vậy chứ còn mình bài thì mình không dám bài. Ủa bác vậy là này là cũng là xương cá nhỏ thôi hả bác hả? Cá nhỏ mà xương nhỏ, xương sườn, xương sống hết theo còn đầu không. Ở sinh nít chưa. À. Bên kia cũng vậy. Dạ. Còn ít chút đỉnh này. Hồi trước con chỉ thấy bộ xương lớn ngoài, bữa nay con mới biết được ở đây cũng có ngọc cốt trong đây. Ngọc cốt cá nhỏ này hai bên hai mấy không? Ôi. Ta chưa thấy xương sườn, xương sống hết thấy không? Dạ. Còn đầu bên kia còn gì? Ta xin người ta giái cúng bệnh gì, nít ngủ khóc gì đó. Vậy là còn xương sọ không à? Bên kia thì còn chút đỉnh rồi. Dạ. Rồi ta cũng cúng thầy giá thầy sinh thì cũng nghe ta nói lại chứ còn mình bài mình không dám bài. Dạ đúng rồi. Có gì ta đã thừa. Dạ. Mà có người ta làm rồi ta dám sinh. Dạ. Ta sinh miếng cái ta lại ta giái ông cái gì gì đó mình à. Biết. Rồi tự ta sinh. Vậy ta sinh cái ta giái. Dạ. Chứ còn mình không dám bài. Dạ. Mà nghe người ta nói thì có. Dạ. Người thì nói để đâu nằm nít ngủ. Dạ. Người thì nói uống bú cổ. Dạ. Có người ở đây cũng có nói tôi nói sao cô sinh hoài vậy. Tôi bú cổ tôi uống hết rồi tôi xin cho người khác. Đó. À vậy là nghe vậy thôi. Cái bài thuốc này nó mang tính chất là tâm linh rồi chút xíu. Dạ, tâm linh. Còn cái vụ mà mình bài thì không dám bài. Không dám bài. Dạ. Dạ. Có gì ta nói thừa mà. Đổi thừa. Là tự ta uống dạ. Tôi làm gì làm. Dạ. Cũng nói vậy như chú xin tôi cũng vẫn cho. Dạ. Để tôi lợi tôi thỉnh tôi lợi giấy ông. Dạ. Ủa vậy là trong quá trình những cái bộ cốt này là họ bạn chài mình ở ngoài biển gom vô hay là đúng rồi tấp tấp trong này cũng như hiện bây giờ. Dạ. Nếu mà có ông về. Dạ. Thì chú cúng chú đem lên miễu chôn. Dạ. Bảy kim tỉnh. Dạ. Đầy bảy kim tỉnh lấy cốt đem về đây. À. Không đầy để hoài. Không đầy để hoài. Để hoài đầy rồi lấy về bớt ăn chôn cái khác chứ giờ đất đâu chôn. Rồi vậy là con hiểu rồi. Hiện bây giờ trên miễu có bảy kim tỉnh. Dạ. Trên miễu chỉnh tôi thiên hậu tôi mở cửa chỉnh. Dạ. Tôi giữ ở trên á. Dạ. Coi hai chỗ luôn. Như vậy là cũng như chôn đầy rồi đem về đây.
nếu đầy không có chỗ chôn mà lấy cốt anh về. À, cái chứ người mới à, ông mới vô chỗ đầu chôn. Dạ, ông mới vô thì bắt đầu đúng. Đem vào. Rồi con hiểu. Dạ. Con nhỏ nè. Dạ, để con ra chôn. Con xem. Dạ. Chứ giờ chú chôn giờ chưa hết chỗ cùng lưng thì giờ đất đầu chôn. Dạ. Đất bác cũng có. Dạ. Anh nhỏ nè. Dạ. Hôm tôi có giới thiệu chú cá này chưa? À, có rồi bác. Họ giới thiệu mà vụ đỡ chiếc ghe có cái mương á. Dạ 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 dạ, dạ. Rồi, có rồi. Dạ, à, như dạ. Là như cái mương là đây nè hả bác ha? Cũng như giới thiệu cho con bé biết là con. Dạ, con... lại đây ông chỉ này. Cho con biết à. À, cũng như lá con đọc này. Ông dạ. Cái ông mình nó khác cái do cái heo tại sao mà ông đỡ được chiếc ghe này? Là chiếc ghe này nè. Đó, ghe giống gì mà điều lớn nha, chạy bằng gió không có máy. Nha không? Giống 9-10 mét lận. Là thứ nhất cái ông mình khác cái voi, dân làm biển mình gọi là cá ông. Dạ. Tại sao mà gọi dân biển mình gọi là cá ông là không có cái kỳ trên mà có cái mương. Dạ. Còn có dân cái... người ta khác đó thì ta gọi là cái voi. Dạ. Còn dân biển mình gọi là cá ông, nhớ là không có kỳ mà có cái mương, giống cái đuôi thôi. Có cái rảnh luôn này, đó bác. Đúng rồi, không có kỳ mà có cái rảnh. Rồi cá này có 1 mét, là còn cá trong tủ này thì 12 mét. Dạ. 2 mét là ở đây. Dạ. Cá này với cá này là giống nhau. Đây là hình ảnh là lúc đó, đưa lên. Có đi toilet đi sau này vậy? Dạ dạ dạ. Rồi đem vô đó. Ba. Còn cái lễ từ... đây là nhằm ngày trung thu nhông. Từ năm 1971 á là cá bự á. Dạ. Cá này nhỏ mới đây. Cá này cũng 2011. À bác chỉ bây giờ con mới nhớ lại nè, tại vì đây nó có cái rảnh ha. À, đây rõ ràng là rảnh trên nữa. Dạ. Con cá gì cũng có kỳ trên, cái do cái đồ có hết. Dạ. Cái loại này cũng cái do mà loại này mới đỡ ghe. Dạ, con hiểu. Không có kìm là có mương thấy không? Dạ. Dạ. Con cá mình ăn cũng có kìm, cá ông mình cũng có. Dạ. Nó nhiều loại lắm. Dạ. Loại này mới được. Dạ. Cảm ơn bác. Dạ bác chỉ tôi nhớ lại. Chứ có vô dạ. Mà mình dân biển mình gọi là cá ông. Dạ. Đi vô đây tham quan nè mèo. 9-10 mét mới nhỏ nha. Dạ. Chạy bằng gió không có máy. Ồ, 9-10 mét mà chạy bằng gió. Chứ xưa là máy đâu chạy. Thì bởi. Trời ơi, xưa không có gió phải chèo đi. Dạ. Trời dạ. Hồi xưa cực lắm mà điều tôm cá đầy ghe. Dạ. Chứ không phải như bây giờ đâu, kích được con. Cái ghe chú đi cũng sắp phải người. 7-8 dạ. Người chứ không hết. Lấy cá không hết nữa, đổ ba hộp nó đầy. Dạ. Đúng rồi, ba hộp cá giống như là mô hình này thu nhỏ lại nhưng mà giống cái bản phiên bản. Giống hệt mà dạ. Điều chỉ có cái nhỏ thôi à, đây chiếc đó nè. Dạ. Còn ghe kia bây giờ, ghe này xưa. Dạ. Đó. Dạ. Cái kiểu bây giờ ha. Bây giờ với kia là hồi kia mới chính xác. Dạ. Chú quay về đó. Dạ dạ rồi, cảm ơn bác. Dạ. Như đây là bộ cốt này là dài tới 12 mét. Thì trong một lần mà tôi đi về Phan Thiết á, thì cũng có lăng ông thị tướng. Và bộ cốt nó lớn hơn bộ cốt này quý vị. Lớn gì? Ừ, bộ xương cốt thiệt của ông á. À, ngày hôm nay thì đến ngay chỗ lăng ông thị tướng Cần Giờ ha. Được bác quản lý lăng ở đây giới thiệu một cách chi tiết là tại sao là tục thờ các ông thì xuất phát từ cái truyền thống cũng của bà con đi biển mình cũng lâu đời ha. Và các ông nó không có cái kỳ ở trên lưng mà là nó một cái rảnh. Đó là cái điểm khác. Thì có vùng thì gọi cá voi, thì có vùng gọi cá ông. Ở đây là cái phần đuôi. Lần trước mình đi thì hình như là khu vực này thì đang sửa chữa lại. Cho nên cũng hơi ồn ha. Lần này thì đi là mọi nói chung là mọi chuyện thì nó cũng đã đẹp lắm rồi. Như vậy là đẹp rồi. Cái bộ xương cốt cá ong ở ngoài Bình Thuận thì lớn hơn. Quy mô hơn. Từ năm 1971. Đó, đốt xương khủng khiếp. Đây là những cái cọng xương sườn nè à, cái vây bơi nè thấy chưa, cái vây bơi nè.
lớn chưa? Ở đây khi mà mình tham quan lăng là có bác giới thiệu cho mình biết các loại ghe thuyền đánh cá kiểu ngày xưa và kiểu nay đó. Chẳng hạn như dưới đây thì trưng bày những cái mô hình ghe thuyền này đánh cá từ xưa cho đến nay đó quý vị. Kiểu ghe này là kiểu ngày nay nè đó, giống như bên kia là chiếc tàu đánh cá đó, kiểu ngày nay đó, còn đây là kiểu xưa nè, chiếc thuyền bơm này kiểu xưa, giai đoạn mà khi mà chưa có sử dụng bằng động cơ diesel thì chủ yếu là thuyền bơm đó. Đây là kiểu xưa. Đó, ở đây thì tham quan thì bác giới thiệu rất là kỹ để cho du khách có thể biết được ha. Còn đây là một số hình ảnh về trong các cái cảnh mà lễ hội Nghinh Ông ở Cần Giờ đây quý vị. Gồm có rất là nhiều cái lễ hội, chủ yếu là lễ hội truyền thống ha. Tưởng niệm, tưởng nhớ. Có hát bội nè, múa lân nè, rồi rước kiệu nè, rồi đặc biệt là cái đi ghe Nghinh Ông trên biển. Và trong trước đây tôi có thực hiện một cái video là đã đi ra ngoài biển Nghinh Ông rồi, một lần rồi. Cũng vui lắm quý vị. Có dịp mà quý vị về ở khu vực Cần Thạnh, Cần Giờ này thì nó cũng gần so với trung tâm. Quý vị có thể đến đây để vừa tham quan mà vừa có thể tham dự được lễ hội Nghinh Ông. Đó, thì Việt Nam mình thì có cái đặc trưng độc lạ đó chính là tục thờ cá ông, mà đặc biệt thì ở từ ở miền Nam và ven biển dài ra tới miền Trung luôn quý vị, thì tục lệ thờ cá ông cũng có từ lâu đời rồi. Ở dưới có những cái vỏ ốc biển, cái bộ cốt này quá quá khủng khiếp, tại vì dài tới 12 mét. Còn đây là một số hình ảnh trong lăng ông. Đây là hình ảnh mà xác của cá ông lúc dạt vào và lị vào bờ vào năm 1971. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tới mười mấy người để dìu ông vào bờ luôn. Đó. Chắc có lẽ đây là lúc này là còn nằm ngoài biển, rồi sau này mới dìu lên vào bờ. Đó, đây là những cái tấm hình ảnh xưa này quý vị. Ông lỵ năm 1971 dài 12 mét. Ồ. Và ngay chỗ này thì ghi một cái bảng là phục dựng lại vào năm 2001. Viện Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Rồi, mình vào đây ngay chỗ này chút xíu cái mình ra không quý vị ha. Ở ngay chỗ vị trí trung tâm của chánh điện thì chỗ này thì có thờ là thần Long Nghinh. Kế bên đây thì có những cái mô hình nè quý vị. À, đây là cái mô hình mình gọi là cái sào đáy đó quý vị ha, sào đáy á, đáy hàng khơi đóng ở trên biển nè quý vị. À, có những cái mô hình nhỏ cũng rất là đẹp. Còn đây cũng là một kiểu săn bắt nè. Đó, đây là giống như cái đường này là tạo thành một cái hôm đi thẳng vào trong đó. Cái lưới bọc trong đó. Còn đây là sân khấu mỗi khi lễ hội Nghinh Ông thì hát bội ở vị trí này. Đó, thì ngày hôm nay khi mà đến Lăng Ông Thủy Tướng thì vừa giới thiệu với quý vị được một trong những cái nghi lễ truyền thống về tục thờ các ông của người Nam Bộ từ dải đất miền Nam dài ra tới miền Trung, thì ở đâu đâu thì cũng có, các tỉnh ven biển thì cũng có đa số những cái đền thờ về ông Thủy Tướng, cũng như là tại cái khu vực thị trấn Cần Thạnh này cũng có Lăng Ông Thủy Tướng. Và ngày hôm nay thì giới thiệu được quý vị là hai bên, đó chính là một bên
ngọc cốt ở bên phải và ngọc cốt ở bên trái ở trong chính điện nha quý vị. Thì trước đây thì mình chỉ tham quan ngoài đó có bộ xương cá ông dài 12 m, ngày hôm nay mình phát hiện thêm một cái tư liệu mới, đó chính là ngọc cốt ở bên phải và bên trái ha, giống như lúc nãy thì bác quản lý Lăng có giới thiệu rồi đó quý vị. Rồi đến đây thì xin phép được tạm dừng video này. Thì video này thì muốn gửi đến quý vị những cái câu chuyện như vậy, nói về cái truyền thống, về cái tâm linh, cái tục thờ phụng cá ông cá voi, một trong những loài cá nó giúp đỡ cho bà con ngư dân trên những chuyến hải hành ở trên biển để săn bắt và mưu sinh. Cảm ơn tất cả quý vị nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị ở một câu chuyện tiếp theo.